Hello, xin là kính chào tất cả anh em đã lại quay lại với kênh Chiến Soi Kèo. Và ngày hôm qua cũng là một ngày đầy cảm xúc anh em nhé. Và chúc mừng toàn thể tất cả anh em đảng bộ Chiến Soi Kèo của mình. Ngày hôm qua anh em đã full được rất rất là nhiều những mã kèo đúng không ạ? Và một ngày thì liên tục có tới 3 đến 4 trận đấu. Và chúng ta là vẫn lại đồng hành ở trong nhóm của mình anh em nhé. Đấy thì ở cái thời điểm mình đang làm video thì tất cả anh em cũng đang nhắn tin đến rất rất là nhiều, rất rất là nhiều. Và mình thông cảm anh em một chút, đấy mình chỉ hỗ trợ được tất cả anh em khi mà đồng hành với mình ở trong nhóm thôi. Đấy, thế thì không biết là anh em đang vừa gửi một cái video khá là hay anh em ạ. Cũng là trích vai anh em này, nhưng mà nó lạ lắm. Lúc mà mình kích vào xem thì cũng không biết là có vấn đề hay không, nhưng mình sẽ tạm dừng anh em nhé. Đấy, trích vai anh em này. Đấy, đấy trích vai rất là hay luôn anh em ạ. Đấy, một cái đổi mới thì ở cái nhóm này nó là như một cái cộng đồng anh em, như là một cái diễn đàn và là như những cái câu chuyện mà khi anh em có thể là chia sẻ, anh em mình đồng hành ở đây. Chúng ta không chỉ là mang phương diện ở kèo đúng không ạ, mà đã chơi là phải thắng anh em nhé. Sau mùa World Cup 2022 năm nay thì chúng ta phải là những người giành chiến thắng em nhé. Thế thì để mà chiến thắng thì thế nào ạ? Hãy cố gắng kết nối với bản thân Chiến Soi Kèo sớm nhất có thể để mình kiểm duyệt toàn bộ tất cả anh em trong nhóm của mình em nhé. Và cũng thông báo với anh em rằng là nhóm của mình thì hoạt động ở trên nền tảng Telegram. Nếu như tất cả anh em chưa biết cách mà có thể là vào nhóm mình, có thể là liên hệ mình qua Telegram anh em này, hay là những anh em mà liên hệ với mình qua Zalo thì mình cũng sẽ trực tiếp là hỗ trợ anh em nhé. Thế thì không nói nhiều nữa, sẽ phân tích luôn. Ở trong cái ngày hôm nay chúng ta sẽ lọc lựa ra chọn những cái mã kèo nào gửi đến đây cho tất cả anh em đang là fan của Chiến Soi Kèo để mà tham khảo anh em nhé. Thì anh em nhìn này, mình sẽ điểm qua một chút về bảng A anh em ạ, để lựa chọn ra cái trận đấu ok nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hiện tại thứ hạng thì đã có rồi anh em, và Qatar thì đã chính thức bị loại, chứ không còn là gần như nữa anh em nhé. Đấy, và Hà Lan thì đúng là được ứng cử viên sáng giá nhất ở trong bảng này đúng không ạ, còn trong khi Qatar thì rõ ràng được đánh giá thấp nhất. Còn Ecuador và Senegal thì được gặp nhau là đối thủ trực tiếp giành cái tấm vé đi tiếp ở trong cái trận đấu còn lại bảng đấu này anh em nhé. Cho nên thì mình đánh giá cái trận đấu này là một trong những trận đấu rất rất quan trọng và rất rất tâm điểm. Đấy, rất rất là đáng xem ở trong cái khung giờ. Và đó cũng là cái lý do vì sao ở khung giờ 10 giờ tối ngày hôm nay, trận đấu giữa Ecuador và Senegal thì mình sẽ làm video gửi đến cho anh em nhé. Còn trận đấu giữa Hà Lan gặp với Qatar thì những cái mã kèo này thì mình cũng sẽ gửi lại ở trong câu lạc bộ Chiến Soi Kèo của mình. Đúng không ạ? Đấy thì sau hai lượt trận đầu tiên mình sẽ mở ra anh em này, mở ra để cho anh em mình cùng nhau phân tích, cùng nhau tham luận anh em nhé. Thì và những cái gì mà đang diễn ra ấy, thì như dự đoán đúng anh em. Hai lượt trận đầu tiên thì đã định hình được là những cái số điểm ở trên bảng. Thì Hà Lan thì có 4 điểm khi mà có một trận thắng, một trận hòa anh em này. Còn Ecuador và Senegal phải cùng nhau đua anh em nhé, cùng nhau đua nhé. Và động lực để mà có thể là Senegal chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là Ecuador. Đó hiện tại sau 2 trận thì họ cũng đang sở hữu cho mình là 4 điểm anh em ạ. Đó. Và ở cái lượt trận cuối cùng này thì Hà Lan sẽ đụng độ với Qatar, và một cái chiến thắng đang nằm trong tay thì chắc chắn là của đại diện châu Á anh em nhé. Và cái tấm vé đi tiếp thì khá khó thoát khỏi trong tay của thầy trò huấn luyện viên Luis Van Gaal. Đúng không ạ? Và cái vấn đề này ở đấy thì không phải là đáng kể nữa, mà chúng ta quan trọng nhất vẫn là những cái mã kèo, những cái bảng kèo ngày hôm nay để có thể là đưa ra cho mình được những cái quyết định, những cái lựa chọn đâu anh em. Và cái mức kèo chấp không phải là quá cao đâu anh em. Ecuador chỉ chấp có 0.25 thôi. Đấy, và kèo tài xỉu ngày hôm nay đang được hạ xuống rất rất là thấp anh em ạ, rất rất là thấp. Đấy thì có thể thấy rằng là cái tỷ lệ kèo châu Á của Ecuador và Senegal ấy đang nghiêng về một chút. Đấy, cho cái đội bóng đến từ Nam Mỹ đúng không ạ? Và cả hai đội thì cũng nói luôn nhé, đều sở hữu cho mình một vài cái tên rất là chất lượng ở trong đội hình. Nhưng mà cái sự gắn kết ở lối chơi ấy, thì Ecuador thì đang được đánh giá cao hơn, nhỉnh hơn một chút. Và ngoài ra ấy, với một điểm nhiều hơn thì hiện tại thì thầy trò huấn luyện viên đấy, đến từ đội tuyển Ecuador đúng không ạ? Thì đây sẽ là một trong những cái lợi thế để mà có thể là áp đảo với Senegal trong cái buổi tối ngày hôm nay anh em nhé. Cho nên thì tỷ lệ chính thức, tỷ lệ trung bình 0.25, 1/4 chính là một cái trong những cái tỷ lệ mà Ecuador đã chấp chủ nhà ở trong cái trận khai mạc và rồi giành chiến thắng 2-0 anh em nhé. Thế nên thì tất nhiên thì Senegal thì sẽ được đánh giá cao hơn, nhưng cái đại diện của Nam Mỹ thì hoàn toàn có cơ hội để mà chiến thắng chung cuộc.
Vậy nên ấy, nếu như anh em mà hướng đến một cái kèo cửa chấp ngày hôm nay thì mình đã đặt kỳ vọng vào cái đội, đội bóng đã được xếp cửa trên em ạ. Trận đấu này thì sẽ rất là dễ nổ ra với một cái tỷ số, đó chính là 1-0 em nhá. Vậy thì nếu như anh em đầu tư vào cái mã kèo 1-0 thì anh em sẽ thu lợi về cho mình được bao nhiêu ạ? Đấy, mình cũng sẽ viết lên đây luôn anh em này. Nếu như anh em đi Ecuador với tỷ số 1-0 chiến thắng em nhá, thì anh em sẽ ăn tới 6.7. Ví dụ như demo cho tức là thử nghiệm cho anh em luôn. Ví dụ anh em đi vào đây một củ anh em này, anh em thu về cho mình 6.7 đúng không ạ? Còn nếu như anh em mà đầu tư nhá, anh em mà đầu tư vào Senegal thắng 1-0, anh em thu về cho mình là 7.7 đúng không ạ? 1.000 điểm anh em này. Đấy, rất rất là nhiều, rất rất là ok, và có rất rất là nhiều những mã kèo để cho anh em có thể là lựa chọn. Đúng không ạ? Thế nên ấy là mình tin tưởng rằng anh em hãy lót tỷ số là 1-0-0-1 ở trong cái trận đấu ngày hôm nay anh em nhá. Đấy, và Ecuador thì chỉ cần một điểm thôi là họ đã chắc chắn đi tiếp rồi. Vậy nên thì cái thế trận mà phòng ngự phản công ở trong cái buổi tối ngày hôm nay thì rõ ràng là sẽ có, và cần đảm bảo được một cái sự chắc chắn ở cái tuyến sau trước khi mà nghĩ đến việc ghi bàn. Và trong khi đó thì Senegal thấp hơn một điểm, tức là chỉ có là 3 điểm ở trên bảng xếp hạng thôi. Thì anh em rõ ràng nhận thấy rằng là họ sẽ rất là nóng vội đúng không? Có thể là sẽ tấn công tổng lực để mà tìm kiếm hy vọng cho mình một cái bàn thắng. Và sau khi mà có được bàn thắng đó thì họ cũng sẽ là cố gắng để mà bảo vệ được cái thành quả của mình, đúng không ạ? Và sẽ là một cái thế trận rất là chặt chẽ anh em nhé, giống như hiệp 1 đối với phần lớn các cái trận đấu ở cái vòng ở cái World Cup 2022 năm nay, và sẽ không có những khoảnh khắc xuất thần đâu anh em ạ. Đấy, và những cái sai lầm thì cũng sẽ được hạn chế triệt để ở trong cái buổi tối ngày hôm nay. Cho nên thì xỉu hiệp 1 đang hạ về rất là thấp anh em này, hạ về rất là thấp này. Nhưng tuy nhiên đây là một trong những cái mã kèo cũng đang rất là sáng giá ở trong cái thời điểm hiện tại em nhé. Và đó là tham luận cho anh em về hai mã kèo rồi. Thứ nhất tỷ số, thứ hai là yêu cua đó cửa trên, và thứ ba là mã kèo xỉu hiệp 1, đúng không ạ? Rồi, thế thì điểm qua một chút nữa về những cái mã kèo góc thẻ anh em này, là ở hai trận đấu đầu tiên vòng bảng thì Ecuador có được rất là nhiều phạt góc anh em ạ. Đó là theo như những cái số liệu từ chính thức nhất mà mình đang thống kê anh em nhé. Mình sẽ điểm qua đây cho anh em có thể nhìn thấy luôn. Hai trận đấu vừa rồi khi mà Senegal gặp với Qatar hay là Senegal gặp với Hà Lan, đấy, thì mình sẽ xem rằng là ở cái đội tuyển này có tạo ra được cho mình thật sự nhiều góc không anh em nhé. Đấy, thì mạng nó khá chậm anh em, nhưng mà tuy nhiên thì những cái số liệu thống kê thì đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi. Đấy, hai lượt trận đầu tiên thì họ có tới hình như là 8 quả phạt góc anh em, và trong khi đó thì Senegal thì được hưởng tới 12 quả phạt góc anh em ạ. Và khi mà Ecuador thì chủ động chơi phòng ngự số đông ấy, thì Senegal thì khả năng anh em nhé, khả năng sẽ tạo ra cho mình được nhiều quả phạt góc hơn. Khi mà đại diện đến từ châu Phi thì vừa chưa có lợi về tỷ số đúng không ạ, thì họ sẽ cần phải tấn công, và với cái thế trận đó thì Senegal thì sẽ là chủ động hơn anh em nhé. Cơ hội để mà họ đi tiếp mà hưởng được phạt góc cũng sẽ là nhiều ra. Và ngoài ra thì những cái đại diện đến từ đội bóng của châu Phi này cũng có một cái khả năng tạo rất là nhiều cái sự áp đảo về những cái số phạt góc anh em. Cho nên thì chốt kèo lên đây cho anh em rằng là Senegal được chấp góc sẽ là ok anh em ạ. Được chấp góc anh em nhé. Rồi mình cũng sẽ là dùng một cái công cụ này, bút này, để viết lên cho anh em này. Kèo thứ nhất này là nếu anh em là yêu quý kèo tài xỉu, anh em đi cho mình kèo này. Kèo này nha anh em nhé. Kèo Senegal được chấp 0.25. Và anh em cũng nên tham luận cho mình về một cái cửa kèo, đó chính là xỉu hiệp 1 anh em này. Được chưa ạ? Đấy, còn tài xỉu góc ngày hôm nay không nên đi đâu anh em, mà anh em hãy nên đi Senegal được chấp góc anh em nhé. Đấy, đây hai anh em. Đừng quên lót cho mình một cái vị tỷ số, đó chính là 1-0-0-1 nữa. Rồi, và đây là những cái mã kèo mà bản thân Chiến Soi Kèo gửi đến cho tất cả anh em tham luận. Đừng quên thì nếu như anh em đi theo Chiến Soi Kèo chỉ có hòa trở lên thôi anh em nhé. Và đó cũng là những cái lý do tại vì sao như anh em ở trong đảng bộ Chiến Soi Kèo luôn giành chiến thắng. Và rồi, hãy để lại cho mình một nút like, một đăng ký kênh, để lại dòng comment là cảm ơn đội ngũ quản trị viên Chiến Soi Kèo. Mình sẽ tiếp tục có những động lực để làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến cho anh em. Và hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo.